không một skin nào để chơi mà bây giờ bắt đoán. Con Van Heo này không nhầm là vũ khí tối thượng hay sao? Florentino. Florentino tinh hệ tốt luôn, không cần trả lời. Ví dụ của em mà em lại không biết. Quay về từ để ngấm một tí thì trông quen lắm. Butterfly Grass thôi, đông đại con Van Heo á. Quay về như kiểu cái thắt lưng vậy ta, đứng như con đứng gì ta. Có em thấy là có cái loa này, em thấy cái lo này là quen rồi. La Vi skin âm nhạc à? Dạ ta. Ô cái này dễ mà, CPU với cái tai nghe là skin của Ấn Độ. Aegon stream đến bao giờ? À, skin Aegon stream đến bao giờ? Skin Aegon độ BC gì á, bị Bisho. Con sấy này là con bọ, con diều, con vôn cát. Thế con này con gì ta? Con Yata. Ừ, lốc sấy Yata. À, Yata tên gì thì mình cũng lại không biết. Nope. Yata thiên sứ. Ba mặt trời à? Ừ, tóc vàng này, tóc của nắc nô con sứ. Đúng chưa?